Chào anh em, hôm nay mình hướng em cách kiểm tra và xử lý sự cố không thể truy cập trang web. Khi mình truy cập một số trang web team á và nhận thông báo lỗi không thể truy cập trang web này. Như cái trang mà phim1.net đã từ chối kết nối. Thì cái mã lỗi là error connect refused. Rồi thì mình tiến hành truy cập cái trang Google Chrome. Rồi thì mình truy cập cái trang mphimmối1.com. Thì khi truy cập cái trang này thì mình sẽ truy cập bình thường. Rồi như cái bạn bên kia thì hôm qua vào cái trang đó thì báo lỗi, thì hôm nay thì truy cập bình thường. Thì có thể do cái mạng của mình đã cập nhật lại, trên cái modem nó cập nhật lại. Thì cái lỗi này thì cũng có thể là do truy cập một số trang phim về vấn đề bản quyền á, thì nó do cái nhà mạng nó chặn. Đó, khi bạn truy cập một số trang phim như là phim mới chiêu.net thì cũng đã từ chối kết nối. Mạng lỗi là error connect refuse. Rồi thì mình cũng kiểm tra coi cái trang này có sử dụng chứng chỉ gì không. Thì hiện tại trang này không có sử dụng chứng chỉ, sử dụng HTTP thường. Rồi thì mình tiến hành mình vào thiết lập cái DNS của Google. Rồi thì mình mở run lên, mình gõ ncba.cpl. Thì đối với Win 10 thì mình nick chuột phải và lá cờ của Windows, cái này Windows 11. Nick chuột phải và lá cờ Windows chọn run. Thì còn Windows 7, Windows 8 thì cách làm cũng nó hơi khác xíu. Thì anh em nhanh nhất thì anh em cứ nhấn trên bàn phím, nhấn phím lá cờ Windows và phím R thì nó sẽ mở hộp thoại run lên. Và mình gõ cái ncba.cpl rồi nhấn OK hoặc nhấn Enter. Rồi thì nếu mà mình kết nối mạng Wi-Fi á thì mình sẽ set up ở trên mình sẽ thiết lập ở trên cái card Wi-Fi. Rồi còn nếu mà mình sử dụng mạng dây á thì mình sẽ thiết lập ở trên cái mục là Ethernet. Rồi mình chuột phải vào cái mục Wi-Fi, mình chọn là Roberty do mình đang sử dụng Wi-Fi. Rồi mình nhấn vô cái mục là Internet Protocol version 4. Rồi thì mình nhấn vô use the following DNS server address. Rồi mình gõ cái ô đầu tiên là 888. Rồi mình nhấn tab xuống, nhấn 8844. Rồi mình nhấn vô OK để nó thiết lập cái DNS. Thì khi một số trang mình không truy cập được á, thì mình dùng DNS của Google thì mình sẽ truy cập bình thường. Đó, mình quay lại cái trang đó mình truy cập. Rồi thì nó cũng vào truy cập bình thường. Rồi thì mình cũng nói bạn bên kia thì truy cập thử một số trang xem có trang nào bị nữa không. Rồi thì bạn truy cập cái trang vungtvz.com bình thường. Rồi trang mephimmy.com. Rồi thì một số trang hiện tại thì mình đã truy cập vào bình thường. Rồi thì đối với truy cập bằng dây thì anh em để cái dưới góc phải màn hình á sẽ có cái biểu tượng cái máy tính cạnh cái loa đó, máy tính có hình cái dây kết nối. Nếu Wi-Fi thì nó sẽ cái hình cột sóng. Thì cũng khi mình chuyển qua kết nối dây á, thì cũng nhận được thông báo không thể truy cập trang web này.
Rồi mở phim phim mới 1.net đã từ chối kết nối. Mã nối là ERR Connect Review. Rồi thì mình tiến hành mình thử truy cập lại luôn. Rồi nó cũng báo lỗi từ chối kết nối. Rồi mình thử là .com thì lại vô bình thường. Thì cái máy của mình bình thường á, mình truy cập cái trang mở phim mới 1.net á, nó tự động chuyển sang cái trang mở phim mới 1.com. Thì có thể do cái web server nó cấu hình redirect có hai cái địa chỉ domain web á, tên miền .com và tên miền .net. Thì khi cái tên miền .net nó có thể bị lỗi thì nó sẽ chuyển sang cái tên miền .com. Rồi thì mình cũng vào run nhấn NCBA, nhấn CMD để mình kiểm tra cái kết nối tới cái trang web đó. Thì mình ping cái mở phim mới 1.net á thì nó reply ra cái địa chỉ loopback của IPv6. Thì có thể do cái server web đó đang nâng cấp từ IPv4 lên IPv6. Thì hạn như cái nó lỗi cái phần IP nó lỗi phần IPv6 nên không truy cập được. Hoặc có thể nó lỗi cả hai phần xung đột, cái này có thể nó bị xung đột cái IPv4 và IPv6. Hoặc là có thể bị bên nhà mạng chặn. Tại vì cái máy bên nhà mạng biết nhà mạng đó sử dụng mạng gì, như bên mạng mình thì mình truy cập cái trang mphim1.net thì nó không vào được cái trang đúng cái tên đó, nó sẽ redirect cho mphim mới 1.com và bình thường đó. Thì mình bên kiểm tra cái mphim mới 1.com á thì nó reply 4, nhận 4 và sẽ gửi 4 và nhận 4 không mất gói nào. Thì nó reply là cái IP V6. Rồi mình vào run, mình vô cái để thiết lập cái DNS lại. Rồi đối với mạng dây thì mình chọn Ethernet, chọn Property. Rồi cũng IP Broken 4, rồi user Fooling DNS Server. Rồi gõ 88. Rồi click chuột xuống cái dòng dưới, nhấn 8 8 4 4 rồi nhấn vô OK. Rồi thì mình cũng chưa kiểm tra lại cái kết nối, thử kết nối xem nó reply sao. Nhưng mình truy cập lại cái trang mphim mới 1.net. Nó sẽ redirect sang cái trang mphim mới 1.com. Đó. Này là cho trên server nó cấu hình hoặc nó nâng cấp mấy gì đó. Đó thì mình tiến hành truy cập một số trang khác thì cũng bình thường. Đó, chẳng hạn như trên đây là một số lỗi truy cập trên một số trang web có thể anh em sẽ gặp. Thì cách đơn giản nhất thì anh em cứ thêm cái DNS. Thì cái DNS á, thì một số trang chặn thì nó cũng truy cập qua được. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi. Rồi nếu cần hỗ trợ gì thì anh em có thể để lại phần bình luận bên dưới. Chào anh em.